Anh Nguyễn Hữu Lễ ở ấp Đông Châu, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới là một trong những người khởi nghiệp thành công nhờ nguồn vốn vay hỗ trợ giải quyết việc làm. Sau khi học xong trung học phổ thông, anh học nghề làm khung nhôm cửa kính tại thành phố Long Xuyên. Học xong, anh tự mở cơ sở sản xuất nhôm kiến năm 2008. Do cơ sở mới, tay nghề chưa chắc và thiếu thiết bị máy móc nên chỉ hoạt động với quy mô nhỏ. Đến năm 2018, anh được huyện đoàn Chợ Mới xem xét cho vay tín chấp từ nguồn vốn hỗ trợ giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với số tiền 50 triệu đồng. Hình thành này nó cũng khó khăn lắm, mình đi mà hơi mướn ngoài quả không dư giả, rồi dài mới xin tiền gia đình mình làm, mà đồng vốn thì nó không đủ, thì cũng nhờ có anh em ở đội thanh niên đó giúp hỗ trợ dây vốn rồi này kia mới mở cơ sở ra làm tới giờ. Sau khi nhận được nguồn vốn, anh đầu tư mua sắm máy móc, vật liệu và mở rộng sản xuất thêm đống tủ, bàn, ghế bằng nhôm, trang trí nhà cửa, dụng cụ nhà bếp, lắp ráp vật liệu bằng nhôm cho các công trình, không chỉ ở địa phương mà còn ở các địa phương lân cận và tỉnh Đồng Tháp. Có thời điểm, cơ sở của anh đã tạo việc làm thường xuyên cho 7 đến 10 lao động với mức lương từ 4 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Không những thế, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, anh luôn tìm tòi sáng tạo ra những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ngoài làm kinh tế giỏi, anh Lễ còn tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao do xã đoàn Mỹ Hiệp phát động. Trong thanh niên lập thân lập nghiệp, thì trong năm qua thì xã đoàn Mỹ Hiệp đã tạo điều kiện cho các thanh niên tiếp cận với nguồn vốn vay giải quyết việc làm cũng như là để phát triển kinh tế gia đình. Thì trong đó thì có chỗ đã giới thiệu cho thanh niên Nguyễn Hữu Lễ tiếp cận với nguồn vốn vay từ cái giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách. Thì thông qua đó đã thứ nhất là tạo điều kiện để cho thanh niên Nguyễn Hữu Lễ để phát triển kinh tế của bản thân, rồi hỗ trợ kinh tế gia đình, đồng thời cũng tạo được việc làm cho hơn 10 thanh niên có công ăn việc làm ở tại địa phương. Qua câu chuyện khởi nghiệp của anh Nguyễn Hữu Lễ cho thấy, nếu thanh niên có ý chí và quyết tâm sẽ thành công trên con đường khởi nghiệp. Trong thời gian tới, để phong trào thanh niên khởi nghiệp ngày càng lan tỏa và đạt kết quả tốt, xã đoàn Mỹ Hiệp tiếp tục quan tâm và duy trì nguồn vốn từ ngân sách địa phương, ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay đối với thanh niên khởi nghiệp, đồng thời lựa chọn dự án khả thi để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.